Ngày xưa có một chuyện tình là phim dài duy nhất của Việt Nam dự thi tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2024. Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 7, HANIP 7, sẽ có 42 bộ phim Việt Nam tham gia ở các hạng mục phim dài dự thi, phim ngắn dự thi và phim Việt Nam đương đại. Theo đó, bộ phim duy nhất của điện ảnh Việt Nam tham dự hạng mục phim dài dự thi là Ngày xưa có một chuyện tình. Đây cũng là bộ phim được chọn chiếu khai mạc tại HANIP 7. Ngày xưa có một chuyện tình xoay quanh câu chuyện tình bạn, tình yêu giữa hai chàng trai và một cô gái từ thuở ấu thơ cho đến khi trưởng thành, phải đối mặt với những thử thách của số phận. Ba nhân vật Vinh, Miền, Phúc đã cùng yêu, cùng bỡ ngỡ bước vào đời, va vấp và trải qua từng ngã rẽ trong cuộc đời. Bộ phim được chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, xuất bản lần đầu tiên vào năm 2016 và tái bản đến 20 lần với các phiên bản bìa sách khác nhau cho đến nay. Với khẩu hiệu điện ảnh, sáng tạo, cất cánh, HANIP 7 do Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 7 tháng 11 đến ngày 11 tháng 11 năm 2024.